Nhân mình nói đến cái răng thì em thấy là bây giờ tỷ lệ các bé mà bị sún răng là rất là sớm luôn bác sĩ. Thì em không biết là khi mà bé mình bị sún răng như thế thì mình có nên đưa bé đến bác sĩ để mình xử lý cái răng đó luôn hay không? Và hay là đến cái độ tuổi đó thì răng vĩnh viễn mới mọc ra thì mình mới đợi cho cái việc mà răng sẽ lung lay tự nhiên hay là mình cần phải đi xử lý ngay ạ? Vâng, đa số các bé nó bị sún răng hoặc là bị sâu răng á, là thường nó sẽ gặp ở những răng cửa. Tại vì á, những cái răng cửa là những cái răng mà mọc trước, nó sẽ nhú ra trước. Ở cái giai đoạn khoảng 6 tháng trở đi thì các bé nó từ từ nó sẽ mọc răng nha. Khi bé nó mọc răng mà phụ huynh không biết cách vệ sinh hay là đánh răng cho bé thì bé nó sẽ có nguy cơ bị sâu răng. Mà sâu răng ở răng cửa từ từ nó sẽ bị mòn và nó bị đứt ra luôn, và từ từ nó sẽ đứt ngang cái răng, nó súng cái răng cửa. Do đó có nhiều bé thì quý vị sẽ thấy rằng là cái bốn cái răng trên nó mất hết trơn à. Thấy không? Có đứa đứa mất luôn bốn cái răng cửa dưới luôn. Đó. Tức là nó hở luôn, nó gọi là cái hở hở cửa sổ, hở luôn hàng tiền đạo của bé luôn. Thì đối với lại răng cửa thường ít khi nha sĩ can thiệp. Ít khi nha sĩ can thiệp, thường nha sĩ chỉ bôi thêm chất floor để giúp cái men răng nó cứng chắc thôi. Còn đối với lại những cái răng bên trong á, răng hàm, răng tiền hàm á, tại vì những cái răng đó nó sẽ thay rất là trễ, nó rụng rất là trễ. Và những cái răng bên trong mà nó sâu á, cái lỗ sâu đó sẽ là cái chỗ để mà thức ăn nó dính, nó bị dắt vào và nó làm cho nó rất là khó đánh răng, nó rất là khó vệ sinh răng ở những cái lỗ sâu đó. Thì bé đó nó càng ngày cái lỗ sâu nó sẽ càng ăn vào tủy răng và nó làm cho nó bị viêm cái tủy răng, nó làm cho nó nhiễm trùng ở cái tủy răng. Thì những bé đó nó cần phải chữa tủy, mà cái bé mà nó cần chữa tủy như vậy á, gần như bắt buộc phải gây mê quý vị. Tại vì nó sẽ không có ngồi yên cho mình chữa tủy cho bé đâu nha, và thường nó sẽ phải vào bệnh viện để gây mê, và chữa răng nó rất là khó đó. Thì cái câu hỏi đây mình có cần phải gặp nha sĩ không? Dạ thưa, bé nó có răng là phải gặp nha sĩ rồi, chứ không chờ nó sâu răng. Và bé nó vừa mới nhú răng lên là mình phải cho bé nó đánh răng luôn để bảo vệ những cái răng đầu tiên bé mọc ra. Và đánh răng thì quý vị phải chọn kem đánh răng có floor, tức là kem đánh răng dành cho bé lớn. Ở ngoài thị trường thì nó sẽ có hai loại kem đánh răng dành cho con nít, là em bé nhỏ đó. Thứ nhất là quý vị sẽ thấy rằng là nó có cái loại kem đánh răng không có floor. Kem đánh răng không có floor thì nó giúp cho nó sạch răng, nhưng mà nó không có giúp men răng nó cứng chắc được. Còn cái loại kem đánh răng có floor nó mới giúp cho men răng cứng chắc. Thì ngay từ khi bé nó mọc cái răng đầu tiên là mình phải đánh nó bằng cái kem đánh răng có floor đó. Nhiều phụ huynh rất là lo ngại là bé nó sẽ nuốt kem đánh răng có floor nha. Và ngay cả trên cái tuýp kem đánh răng đó, người ta cũng có thể ghi rằng là không có xài cho trẻ nhỏ vì sợ nó nuốt. Tuy nhiên á, em bé nó nuốt một cái lượng kem bằng một hạt gạo thì nó vẫn an toàn. Tức là đối với em bé nhỏ dưới 2 tuổi hoặc dưới 3 tuổi, quý vị vẫn chọn cái loại kem đánh răng có floor. Nhưng mà cái lượng kem mỗi một lần chà nó thì mình sẽ lấy cái lượng kem khoảng một hạt gạo, tức là một tí ti kem đánh răng thôi à, hoặc là một cái phết mỏng của nửa bàn chải thôi. Thì khi đó quý vị đánh lên răng cho bé và để yên kem đánh răng đó cho nó nuốt hoặc nó nhổ ra tùy bé nha. Nhưng mà không có cần súc nước lại sau khi đánh răng. Do đó cứ hễ bé nó mọc cái răng nào lên là mình phải vệ sinh cái răng đó hết bằng kem đánh răng, không dùng nước muối để mà vệ sinh răng nha, tại vì nước muối nó không có giúp bảo vệ men răng nha. Do đó là quý vị phải dùng kem đánh răng chứ không dùng nước muối. Đó, khi bé nó còn giai đoạn sơ sinh thì trong những tháng đầu thì tốt nhất mình cứ chuẩn bị sẵn kem đánh răng đi, tại vì biết đâu một ngày đẹp trời nó nhú cái răng lên. Có bé nó mọc răng rất là sớm, quý vị, nó khoảng chừng 3 tháng, 4 tháng là nó nhú răng lên rồi nha. Nên mình không biết được lúc nào răng nó sẽ nhú lên đâu, răng nó có sẵn trong nướu nó hết rồi, nó nhú lên lúc nào là tùy nó. Cho nên mình phải chuẩn bị trước kem đánh răng, khi nó nhú lên là phải chà răng cho nó luôn.
Vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều đã chia sẻ cho chúng ta rất là kỹ về những cái cách để bảo vệ răng miệng cho bé trong những cái giai đoạn những chiếc răng đầu tiên luôn ạ. Và đặc biệt là Tết sắp tới rồi cũng có rất là nhiều bánh kẹo cho bé, cho nên là các anh chị chúng ta cũng có thể là giúp cho bé có những cái thói quen để mình đánh răng và vệ sinh răng miệng của mình thật là tốt nhé. Rồi em xin phép được đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Em chào bác sĩ, em muốn nhờ bác tư vấn giúp em về việc ăn uống của bé nhà em được 7 tháng ạ. Em đã cho bé ăn thịt cá trứng và bé thích ăn. Tuy nhiên cơm thì bé chỉ ăn một ít, khoảng 20 hộp. Mẹ của mình còn đếm kỹ là 20 hộp luôn ạ. Vậy là có đủ đáp ứng chất cho cơ thể không ạ? Bình thường bé nhìn người lớn ăn rất thèm thuồng, do đó hay bị đút cho ăn một ít đồ ăn có nêm gia vị. Vậy ăn một ít như thế có ảnh hưởng nhiều đến hệ bài tiết của bé không? Đồng thời bé nhà em hay bị sôi bụng, từ khi mới sinh tới giờ đã bớt lại nhưng vẫn còn là lý do gì ạ? Các bạn hoạt động ăn ngủ chơi bài tiết vẫn bình thường. Em xin mời bác sĩ có thể tư vấn dành cho trường hợp của chị ạ. Vâng, thì chị này cũng có rất là nhiều thời gian. Do đó thì là chị này đếm số số hạt cơm của em bé nó ăn á. Đó, thấy không? Thường là tôi cũng gần như tôi không có thời gian để đếm coi con của tôi nó ăn bao nhiêu hạt cơm đâu quý vị. Nha, nó ăn được bao nhiêu là tùy nó. Nha, và bé nó ăn 20 hạt cơm nó có đủ không? Dạ đủ. Tại vì cơm á, nó bản chất của nó là tinh bột và nó cung cấp chất đường. Nhưng mà chất đường đâu phải chỉ có trong cơm đâu, nó có trong rất là nhiều loại thực phẩm khác. Trong trái cây cũng có đường, đường trong trái cây nó rất là dễ tiêu. Trong sữa cũng có đường nha. Đường trong sữa nó khó tiêu hơn đường trong trái cây một chút. Và trong hầu hết các loại thực phẩm đều có đường cả. Nên là bé nó có thể không ăn cơm cũng được. Trong rất nhiều thực phẩm khác nó cũng có những chất tinh bột nó giống như cơm quý vị, cho nó ăn bún, cho nó ăn bánh tráng cũng là cơm quý vị, cho nó ăn hủ tiếu cũng được quý vị, cho nó ăn bánh mì cũng được, chứ đâu nhất thiết phải bắt nó ăn cơm, phải không ạ? Rồi đến cái phần kế tiếp là bà mẹ hỏi rằng là bé đó nó rất là thích ăn cá trứng, đó là những cái thực phẩm đã nó là thực phẩm có cung cấp chất sắt rất là tốt, như hồi nãy trong đầu chương trình thì tôi có đề cập tới, thì bà mẹ nên khuyến khích cho bé nó ăn tốt như vậy nha. Và người lớn trong cái bữa ăn có thể cho bé nó một tí đồ ăn của người lớn có nêm nếm, nó cũng không có hại gì cho bé. Quý vị đừng có cho nó ăn nhiều thôi, nhiều là một bữa cho nó ăn nguyên cả những cái thực phẩm đó thì nó không nên, chứ còn cho nó nếm một tí xíu đâu có hại gì cho bé đâu, hiểu không? Nhưng mà có một điều là khi nó nếm đồ ngon rồi có thể là cho nó ăn đồ ăn kia nó không ăn nữa. Là nó lỡ nó biết đồ ăn ngon rồi. Đấy, thì cho nó nếm một tí để cho nó trải nghiệm một chút, hiểu không? Đó, để nó biết cái mùi vị thôi. Rồi, đến cái phần sau đó là bà mẹ hỏi về Dạ vâng, cái tình huống là bé bị sôi bụng á sôi bác sĩ. bụng. Vâng. Người lớn mình á ăn xong á thì chắc chắn cũng sôi bụng. Có điều rằng là mình không nghe được tiếng sôi bụng của người lớn, bởi vì á, thành bụng của người lớn mình dày quá. Hiểu không? Thành bụng của người lớn mình dày quá. Lý do vì sao thì chắc quý vị cũng có thể suy nghĩ ra được nha. Đó. Còn em bé cái thành bụng của nó mỏng hơn thì là mình sẽ dễ nghe tiếng sôi bụng. Đó. Quý vị cứ thử đi, tìm một người thân nào người lớn trong gia đình á, sau khi ăn á, phải không? Rồi quý vị cứ kê cái tai ngay cái bụng của cái người đó để xem coi ở trong bụng người đó có cái tiếng sôi bụng hay không. Nha. Đó là lý do thứ nhất là tại sao em bé nó mình nghe được tiếng sôi bụng. Hiểu không? Đặc biệt là em bé nhỏ nha. Lý do thứ hai nữa là bé nhỏ đó nó ăn hoài ha. Cái ruột nó phải làm việc hoài à, nó sẽ sôi bụng hoài thôi. Lý do thứ ba nữa là cái hệ thần kinh của em bé nhỏ đó. Hiểu không? Đó, nó sẽ khác với lại hệ thần kinh của người lớn nha. Nên rằng là cái tiếng sôi bụng của em bé nhỏ đó nó nhiều hơn của người lớn. Nó giống như là cái những cái sự khác biệt khác, ví dụ nhịp tim của em bé nó cũng sẽ nhanh hơn của người lớn. Nhịp thở của em bé nó cũng sẽ nhanh hơn của người lớn. Hiểu không? Rồi em bé nó sẽ nóng hơn người lớn, em bé nó dễ đổ mồ hôi hơn người lớn, đó là cái sự khác biệt về thần kinh của em bé đối với người lớn. Do đó em bé nó sôi bụng là chuyện bình thường, không có việc gì phải lo lắng nha. Và
bé nó không khó chịu gì cả vì cái tiếng sôi bụng, thì quý vị phụ huynh đừng khó chịu vì cái tiếng sôi bụng của nó. Vâng, em cảm ơn bác sĩ Trí Đoàn rất là nhiều. Đó chính là hai hai cơ thể khác nhau, rất hoàn toàn khác nhau. Khi mà chúng ta lớn thì cơ thể của chúng ta hoàn thiện hơn rất là nhiều, và cơ thể của em bé của mình khác, đó không phải là một sự bất thường nào cả. Hy vọng rằng những thông tin chia sẻ vừa rồi để cho các anh chị mình có thể hiểu rõ hơn về những cái cơ thể khác nhau, và cũng như là những lời khuyên từ bác sĩ Trí Đoàn dành cho quý anh chị nhé.